chị đại diện cho tuyển sinh 247.com. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học và cao đẳng năm 2014. Để bộ hồ sơ đăng ký dự thi của chúng ta hoàn thiện nhanh và chính xác, các em chuẩn bị sẵn cho chị một bộ hồ sơ đăng ký dự thi ở trước mặt. Chị nói qua về bộ hồ sơ đăng ký dự thi đại học của chúng ta sẽ có một số thay đổi so với năm 2013, đó là ở trong mục 2 sẽ có thêm phần thi chung và phần thi riêng của các trường. Về vấn đề này chị sẽ nói cụ thể hơn ở trong mục 2. Bộ hồ sơ đại học cao đẳng năm 2014 sẽ gồm có 18 mục và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm ở trên bảng nhìn sẽ rõ hơn. Mục 1 là số phiếu, mục này các em bỏ qua không cần phải ghi cho chị. Đến mục 2 là trường đăng ký dự thi. Việc đầu tiên các em sẽ ghi tên trường, tên ngành mà mình đăng ký dự thi và có nguyện vọng học. Việc tiếp theo là ký hiệu trường. Để viết ký hiệu trường đúng, các em tra trong cuốn những điều cần biết hoặc tra trên trang tuyển sinh 247.com. Tiếp đến là khối thi, các em ô đầu tiên các em sẽ điền A, B, C hoặc D tùy thuộc vào khối mà các em thi. Ô thứ hai, nếu các em thi khối A1 thì các em điền số 1 vào ô thứ hai của khối thi. Tiếp đến là mã ngành, các em lưu ý những thí sinh không có nguyện vọng học tại trường đăng ký dự thi thì các em sẽ bỏ qua phần mã ngành, không cần phải ghi cho chị. Mã ngành sẽ gồm có 7 ô, để ghi chính xác các em tra trong cuốn những điều cần biết hoặc tra trên trang tuyển sinh 247.com. Để các em dễ hiểu hơn, chị sẽ ví dụ. Năm 2014, chúng ta thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Việc đầu tiên chúng ta sẽ ghi tên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiếp đến là các em ghi ký hiệu trường. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có ký hiệu trường là BKA. Em thi khối A thì các em sẽ ghi khối chữ A vào ô đầu tiên của khối thi. Nếu các em thi ngành kỹ thuật nhiệt thì các em sẽ điền D 5 2 0 1 1 5 vào 7 ô mã ngành, lần lượt mỗi ô chỉ một số hoặc một chữ. Việc quan trọng hơn đó là trường các em đăng ký dự thi là trường thi tổ chức theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục thì các em sẽ tích vào ô thi chung. Còn nếu trường các em đăng ký dự thi tham gia đề án tuyển sinh riêng của trường thì các em sẽ tích vào ô thi riêng. Còn đối với trường hợp trường các em đăng ký dự thi thi cả tham gia cả kỳ thi chung và kỳ thi riêng thì các em sẽ tích vào cả hai ô. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục 3. Ở mục 3 này sẽ dành cho các em có nguyện vọng học tại trường không tổ chức thi. Các em sẽ ghi tên trường, tên ngành mà mình có nguyện vọng học, chuyên ngành, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành. Lưu ý các em này sẽ không ghi mã ngành ở mục 2 như vừa nãy chị đã hướng dẫn. Đến mục 4 là thí sinh dự thi liên thông. Đối với thí sinh dự thi liên thông thì các anh chị đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, sau khi ghi mục 2 hoặc mục 3, chúng ta sẽ tích vào ô bên phải của mục 4. Tiếp đến là họ, mục 5, họ, chữ đệm và tên của thí sinh. Các em sẽ ghi tên của mình giống như giấy khai sinh và viết hoa, có dấu. Về giới tính, nếu là nam thì các em sẽ ghi 0 vào ô trống, nữ thì các em sẽ ghi 1. Chị ví dụ tên họ và tên của các em là Lê Thị Lan. Các em sẽ viết in hoa có dấu. Giới tính là nữ thì các em sẽ điền số 1 vào ô giới tính. Tiếp đến là mục 6, ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh. Các em lưu ý, đối với ngày và tháng của em nhỏ hơn 10 thì các em sẽ ghi số 0 ở ô thứ nhất của ngày và tháng. Năm sinh thì các em sẽ ghi hai số cuối của năm sinh. Chị ví dụ,
Em sinh ngày mùng 5 tháng 8 năm 1996. Thì các em sẽ điền số 0, 5 và cột ngày. Và tháng sẽ là 0, 8. Năm sinh các em sẽ điền hai số cuối đó là 9, 6. Chúng ta đã làm xong mục 6 và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục 7. Mục 7 là nơi sinh, các em sẽ ghi rõ xã hoặc phường, quận hoặc huyện, tỉnh hoặc thành phố mà các em được sinh ra giống như trong giấy khai sinh. Đến mục 8 là dân tộc. Các em tự xác định mình thuộc dân tộc nào thì các em sẽ điền vào dân tộc. Ví dụ như em thuộc dân tộc Kinh thì em sẽ điền chữ Kinh vào dân tộc. Sang mục 9, các em thuộc đối tượng ưu tiên nào thì sẽ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên đó. Các em sẽ tự xác định mình thuộc đối tượng nào. Lưu ý là không được khai man, nếu khai man thì các em sẽ bị xử lý. Ví dụ như em thuộc đối tượng 01 thì các em sẽ điền vào, sẽ khoanh tròn 01 và điền số 01 vào hai ô trống. Và các em lưu ý một điều nữa đó là các em sẽ phải nộp giấy chứng nhận hợp pháp bản sao kèm theo với phiếu đăng ký dự thi này. Còn đối với các em mà không thuộc đối tượng nào thì các em sẽ bỏ qua, không cần phải khoanh. Đến mục 10 là hộ khẩu thường trú. Các em sẽ ghi xã hoặc phường, quận hoặc huyện, tỉnh hoặc thành phố giống như trong hộ khẩu của nhà mình. Tiếp đến là các em sẽ điền mã tỉnh hoặc mã tỉnh và mã huyện của mình. Để ghi đúng mã tỉnh hoặc và mã huyện, các em sẽ tra trong cuốn những điều cần biết. Chúng ta đã xong mục 10 và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục 11. Mục 11, nơi học trung học phổ thông hoặc tương đương. Các em sẽ ghi tên trường và địa chỉ trường, năm lớp 10, năm lớp 11, năm lớp 12 mà các em đã học. Sau đó các em sẽ ghi mã tỉnh, mã trường. Để ghi đúng mã tỉnh và mã trường, các em tra trong cuốn những điều cần biết hoặc tra trên trang tuyển sinh 247.com. Chúng ta chuyển sang mục 12. Thuộc khu vực ưu tiên nào thì các em sẽ khoanh tròn vào khu vực đó. Các em lưu ý trong 3 năm trung học phổ thông, các em học ở khu vực nào lâu hơn thì các em sẽ được hưởng hưởng ưu tiên của khu vực đó. Ví dụ, các em thuộc khu vực 2 nông thôn thì các em sẽ khoanh tròn vào khu vực 2 nông thôn. Chúng ta sang mục 13. Năm tốt nghiệp trung học phổ thông, các em sẽ điền mỗi ô một số vào 4 ô. Ví dụ như em tốt nghiệp năm 2014 thì em sẽ điền 2, 0, 1, 4. Chúng ta sang mục 14. Mục 14 dành cho các anh chị liên thông. Các anh chị sẽ ghi năm tốt nghiệp và tên trường. Ví dụ như các anh chị tốt nghiệp năm 2011 thì các anh chị sẽ điền 2011. Chúng ta xong mục 14 và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục 15. Mục 15 là mục nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Các em sẽ điền nơi mà mình nộp hồ sơ đăng ký vào dự thi vào dòng kẻ chấm. Tiếp đến là mã đơn vị đăng ký dự thi. Để ghi đúng mã đơn vị đăng ký dự thi, các em sẽ tra trong cuốn những điều cần biết hoặc tra trên trang tuyển sinh 247.com. Đối với thí sinh đang học lớp 12 thì các em sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường trung học phổ thông mà các em đang học. Còn đối với thí sinh tự do, các em sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sang mục 16, thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ thì ghi C, tại Quy Nhơn thì ghi Q, tại Hải Phòng thì ghi H và O. Nếu các em không thi tại 4 địa điểm trên thì các em sẽ không cần phải ghi. Ví dụ, em thi tại Cần Thơ thì em sẽ ghi C và ô trống. Chuyển sang mục 17, giấy chứng minh nhân dân. Đối với chứng minh nhân dân cũ sẽ gồm có 9 chữ số thì chúng ta sẽ bỏ qua 3 ô đầu và điền 3 ô cuối. Đối với chứng minh nhân dân mới sẽ gồm 12 số, chúng ta sẽ điền đầy đủ 12 số và 12 ô, mỗi ô một số. Chị ví dụ, số chứng minh nhân dân của em là số chứng minh cũ sẽ gồm có 9 số, chúng ta sẽ bỏ qua 3 ô đầu và điền chứng minh nhân dân của em 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Các em sẽ điền đầy đủ vào 9 ô cuối của 12 ô. Chúng ta chuyển sang mục 18, giấy báo dự thi. Các em lưu ý, mục này rất là quan trọng vì nếu các em gửi sai địa chỉ thì những giấy tờ này sẽ bị mất hoặc bị thất lạc. Các em sẽ ghi đầy đủ tên người nhận, địa chỉ, nơi mà mình cần nhận. Và quan trọng nhất đó là số điện thoại. Các em cần ghi chính xác để tránh thất lạc những giấy tờ này. Chị lưu ý thêm một số điều cho các em. Bây giờ các em hãy mở cuốn những điều cần biết ra. Chị sẽ chỉ cách để các em tra mã trường, mã huyện, ký hiệu trường cách nhanh nhất. Ví dụ như mục 2, trường đăng ký dự thi, thì các em sẽ tìm ký hiệu trường ở trang 12 cuốn những điều cần biết. Mục 10, hộ khẩu thường trú, các em sẽ tra mã tỉnh, mã huyện, trang 404. Mục 12, về thuộc khu vực nào thì các em sẽ tra trang 389 của cuốn những điều cần biết. Mục 15, để xác định mã đơn vị đăng ký dự thi, các em sẽ tra trang 411 của cuốn những điều cần biết. Lưu ý một điều nữa, đó là đối với thí sinh dự thi vào trường tuyển sinh riêng thì các em sẽ cần bổ sung những giấy tờ theo quy định của trường. Nếu thiếu, các em sẽ ghi những giấy tờ mà mình còn thiếu vào mục 1, 2, 3 ở phía bên dưới của phiếu đăng ký dự thi. Để hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký dự thi, chúng ta cần ghi rõ ngày, tháng làm hồ sơ và ký tên của mình, tán ảnh 4x6, xin xác nhận của trường đối với thí sinh đang là học sinh hoặc là sinh viên. Còn đối với thí sinh tự do thì các em sẽ xin dấu xác nhận của xã, phường mà mình đang sinh sống. Chúc các em lựa chọn được trường phù hợp và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 này. Các em thường xuyên truy cập trang web tuyển sinh 247.com để ôn luyện thi đại học miễn phí và nhận thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và các trường. Hẹn gặp lại các em trong chương trình tư vấn tuyển sinh tiếp theo.